Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Minh Vũ Tech Review và mình là Bảo Ngọc. Khi nhắc đến các dòng máy gaming, cỗ máy ngoài hành tinh Alienware dành riêng cho số ít người dùng đam mê công nghệ và chuyên game thì Dell cũng mở rộng laptop chơi game sang phân khúc phổ thông, có cấu hình, phần cứng và nhất là giá thành phù hợp với số đông người dùng hơn. Và hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn review về em laptop gaming Dell Inspiron 15-7557 nhé. Chúng ta hãy cùng nhìn qua về thiết kế của em Dell 7557 này nhé. Máy có vẻ ngoài khá là đẹp này, kiểu dáng thể thao cùng những đường nét cách điệu thể hiện sự duyên dáng trong thiết kế. Và khác với những sản phẩm trước đây thì sự thay đổi dễ nhận thấy của Inspiron 7557 là chuyển sang dùng tông màu đỏ đen để có thể tạo điểm nhấn. Chân đế cao su cỡ lớn chạy ngang theo thân máy có tác dụng chống trượt và hấp thu chấn động tốt hơn. Và với độ dày khoảng như các bạn đã thấy là 2,5cm như thế này, nặng thì khoảng 2,5kg, Dell 7557 thì chưa đạt được sự mỏng nhẹ như Inspire V15 của Acer hoặc là so với HP Star Wars Special Edition. Tuy nhiên thì sản phẩm vẫn thể hiện được xu hướng thiết kế mỏng gọn mà các hãng đang áp dụng, và không chỉ riêng cho Ultrabook mà cả với dòng laptop tiêu chuẩn hiện nay. Và theo mình thấy thì điểm cộng cho thiết kế của em 7557 là hệ thống tản nhiệt CPU và VGA rời được tách biệt hoàn toàn, giúp việc làm mát hiệu quả và giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động. Ok, mình có thể thấy được là cái luồng không khí được lấy vào qua lớp lưới tản nhiệt ở mặt dưới thân máy sau khi làm mát linh kiện phần cứng bên trong sẽ đẩy ra ngoài qua các khe thoát gió ở mặt sau và cạnh bên trái. Điều này mang lại sự thoải mái hơn cho người dùng so với phiên bản tản nhiệt cũ. Và các bạn cũng nên sử dụng thêm một đế tản nhiệt để tăng thêm khả năng làm mát của máy nếu chơi game trong thời gian dài nhé. Hướng tới nhu cầu sử dụng đa dạng của game thủ thì Dell cung cấp cho Dell 7557 tương đối đầy đủ các cổng kết nối cần thiết. Cụ thể thì cạnh trái của máy có cổng cắm sạc này, hai cổng USB 3.0 này và cổng cắm tai nghe 3.5mm. Cạnh phải thì được trang bị cổng mạng LAN, cổng HDMI, một cổng USB 3.0 và khe thẻ nhớ SD cùng khe khóa Kensington. Sau khi đã điểm qua về thiết kế như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ đánh giá về một phần vô cùng quan trọng, đó là bàn phím của em máy gaming này nhá. Bàn phím của em laptop chơi game của Dell thì vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống, kích thước full size và được chia thành hai phần rõ rệt, gồm có nhóm phím cơ bản bên trái và nhóm phím số bên phải, tiện dụng hơn cho dân thống kê tài chính trong việc nhập số liệu hoặc là khi chơi game. Và khi mà mình sử dụng thực tế như thế này thì cảm giác phím cũng khá là tốt đấy, thao tác thoải mái với phím nhấn êm với quãng di chuyển ngắn. Khoảng cách giữa các phím thì hợp lý nên là phù hợp với cả người dùng có cỡ tay lớn. Và LED nền thì tích hợp giúp dễ dàng định vị những phím cần thiết trong môi trường thiếu ánh sáng. Và xét về độ nhạy phím thì dù là chưa thật sự là hoàn hảo nhưng mà vẫn đủ để lướt nhanh trên bàn phím khi mà các bạn gõ văn bản nhé. Về touchpad thì có lẽ là đáp ứng tốt thao tác người dùng này, có kích thước lớn và cảm giác trơn mịn do có độ ma sát thấp, giúp trỏ chuột di chuyển chính xác, các chức năng cuộn, phóng to và xoay ảnh cũng dễ thực hiện hơn. Hai phím chức năng chuột tích hợp thì mang lại sự liền mạch trong tổng thể sản phẩm. Và về phần màn hình và loa trên em Dell 7557 thì sao? Dell 7557 thì trang bị màn hình 15,6 inch như các bạn thấy ở trên này. Độ phân giải thì 1920x1080 pixel. Tấm nền IPS giúp giảm thiểu độ lệch màu so với góc nhìn mở rộng đến tận là 178 độ theo cả chiều ngang và dọc. Còn một điều đặc biệt nữa đó là lớp phủ chống chói bên ngoài bề mặt màn hình đảm bảo góc quan sát tốt ngay cả khi sử dụng trong môi trường có nhiều nguồn ánh sáng khác nhau. Và trong môi trường văn phòng như ở phòng mình đang quay video này thì Dell 7557 đem lại hình ảnh hiển thị tươi sáng, thể hiện được chi tiết, sự sắc nét và độ sáng vừa phải, không hề gây mỏi mắt khi làm việc với các tài liệu văn bản hay là bảng biểu trong thời gian dài. Tuy nhiên là do độ sáng màn hình của em này chỉ ở mức trung bình nên khi sử dụng ngoài trời hoặc là ở nơi có ánh sáng mạnh, hình ảnh hiển thị sẽ bị suy giảm đáng kể đấy. Còn về phần âm thanh, một phần các bạn cũng khá là quan tâm. Trong trải nghiệm game hay là bộ phim đỉnh cao thì mình nghĩ là loa của em này chỉ đáp ứng được ở mức trung bình thôi, dùng chống cháy. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình nghĩ là các bạn nên trang bị thêm một chiếc loa ngoài hoặc là tai nghe loại tốt là lựa chọn vô cùng cần thiết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang một phần quan trọng nhất, đó là đánh giá về cấu hình và hiệu năng của em máy Dell 7557 này nhá. Dell 7557 thì được trang bị CPU thế hệ thứ tư đến từ Intel với hai phiên bản, đó là i5-4210HQ hoặc là i7-4720HQ cho hiệu năng xử lý mạnh mẽ, cùng với đó là 8GB RAM DDR3 giúp em nó đủ sức chiến được bất kỳ tựa game hoặc là ứng dụng nặng. Còn các tác vụ văn phòng hay là lướt trục tab Chrome thì quá dễ dàng đối với em 7557 này rồi. Các tựa game thì luôn chiếm dung lượng cao nên Dell đã trang bị cho em nó ổ cứng HDD 500GB hoặc là 1TB tùy vào từng phiên bản để các bạn có thể
thoải mái lưu trữ không chỉ các tựa game mà còn cả dữ liệu hay là tài liệu khác. Còn một phần nữa đó là nếu các bạn thấy HDD khởi động vào Windows chậm thì cũng đừng lo lắng, bởi vì 7557 còn có thêm một khe cắm ổ SSD M.2 SATA để cho các bạn cài Win vào đó, giúp máy có thể khởi động được nhanh hơn. Ngoài ra thì em nó còn sử dụng đến hai cặp đồ họa chạy song song với nhau là cặp đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 4600 và cặp rời NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB VRAM, giúp máy chơi game hay là làm đồ họa một cách mượt mà và tuyệt vời. Có một bật mí nhỏ nhỏ cho các bạn là các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp được cả VGA cũng như CPU của máy đấy nhá. Nhưng mà việc này thì không dễ dàng chút nào đâu. Trải nghiệm game trên Dell 7557 là mượt mà, ngay cả khi các bạn chơi game ở độ phân giải Full HD 1080p, hiện tượng giật lag hầu như là không có, hoặc chỉ có thể xuất hiện ở trên các tựa game siêu nặng. Và với việc được trang bị cấu hình mạnh mẽ như trên, thì em 7557 dễ dàng chiến tốt các tựa game nhẹ hoặc trung bình ở mức setting cao mà không hề gặp bất cứ một vấn đề gì nhá. FPS trung bình sẽ rơi vào khoảng 60-70 FPS trở lên. Còn đối với các tựa game nặng đòi hỏi cấu hình cao thì em nó chỉ có thể chiến ở mức low hoặc là medium setting. Thậm chí thì có tựa game phải để setting ở mức lowest. Khi đó thì FPS sẽ dao động từ 30-50 FPS. Và vừa rồi thì mình cũng đã review với các bạn là khả năng chơi game của em nó. Còn khả năng đồ họa của máy thì sao nhở? Ở một số bài test hiệu năng đồ họa tổng thể thì em 7557 cho số điểm ở mức khá và hoàn toàn chấp nhận được nhá. Và sở hữu một cấu hình mạnh mẽ như trên thì thời lượng pin và nhiệt độ tỏa ra của em máy thì cũng ở mức giải trí thông thường, nghe nhạc, xem phim, xử lý tác vụ văn phòng thì sẽ là pin sử dụng được khoảng 3-4 giờ liên tục. Còn nếu ở chế độ tiết kiệm pin thì có thể đạt được đến 6-7 giờ. Tuy nhiên thì để có thời lượng pin như vậy thì các bạn phải đánh đổi bằng hiệu năng của máy sẽ giảm và gây ảnh hưởng hơn đến trải nghiệm của các bạn đấy. Còn khi các bạn chơi game hoặc là xử lý tác vụ nặng thì máy có thể, mình nghĩ là chỉ trụ được khoảng 1 tiếng rưỡi hoặc tối đa 2 giờ liên tục là cùng. Có lẽ đây là một điểm trừ khi mà nó hơi ít so với các dòng laptop gaming khác. Và thực tế thì mình nghĩ là có mấy ai chơi game hay làm việc nặng trên máy tính mà không cắm sạc liên tục đâu, đúng không nào? Cho nên là các bạn cũng không lo lắng gì cả về thời lượng pin này nhá. Một điểm mà mình rất thích ở em nó đó là bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ thì khả năng tản nhiệt của máy cũng khá là ấn tượng. Và trong môi trường văn phòng nhiệt độ trung bình khoảng trên dưới 32 độ C, máy hoạt động êm khi chạy ứng dụng văn phòng hoặc là giải trí nhẹ nhàng. Khi chơi game hoặc làm việc, các tác vụ nặng như là xử lý đồ họa thì hệ thống tản nhiệt hoạt động vẫn chứng tỏ hiệu quả khi mà nhiệt độ cao nhất của CPU là 70-73 độ và ở các đồ họa là 69-70 độ. Như vậy thì mình hoàn toàn ưng với cái thiết kế tản nhiệt của em máy Dell 7557 này. Vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đánh giá về mẫu laptop Dell 7557. Và nếu các bạn đang tìm một mẫu laptop gaming với giá thành hợp lý thì mình tin là em 7557 này là một sự lựa chọn đáng để các bạn phải cân nhắc đấy. Các bạn hoàn toàn có thể ghé qua máy tính Minh Vũ số 244 Lê Thành Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội để trải nghiệm em Dell 7557 cũng như rất nhiều dòng máy khác ở đây nhá. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn like, subscribe kênh của chúng mình nhá. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.